Xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và lời đầu tiên là Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em lại tiếp tục về một chiếc xe bán tải Isuzu D-Max sản xuất năm 2014 số sàn máy dầu để phục vụ quý anh chị các bạn. Đây là toàn bộ xe em Lợi sẽ review cho quý anh chị, xe màu bạc biển 89C05109, xe Isuzu D-Max sản xuất năm 2014 phiên bản LF số sàn máy dầu. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, trong Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng, và bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền tổ quốc. Khi quý khách hàng nào mà có nhu cầu bán xe, alo em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Vâng, với cái tình trạng của chiếc xe Isuzu D-Max 2014 này thì bên em Lợi cũng đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị, đây là một cái chiếc xe đẹp, không có đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính vỏ đen, máy số là nguyên zin. Về an ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ toàn bộ cho quý anh chị trên mọi miền tổ quốc. Với cái chiếc xe này thì toàn bộ thân vỏ còn khá là đẹp, sơn zin còn đến 95%, và xe thì được trang bị nắp thùng thấp, xe sử dụng động cơ máy dầu 3.0. Về cái thương hiệu của Isuzu thì quý anh chị cũng biết rồi, toàn bộ xe thì đi rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Và đặc biệt là máy móc và phụ tùng của thương hiệu Isuzu thì phụ tùng thay rất là rẻ và máy thì cực kỳ bền. Với cái tiêu chí mà ăn chắc mặc bền thì quý anh chị nên mua chọn dòng Isuzu D-Max, rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Đây là toàn bộ cái phần đèn sau của chiếc xe, và liên sườn bên lái của chiếc xe nó khá là đẹp. Xe thì bên em Lợi cũng kiểm tra 4 cốp trước, cốp sau, cánh cửa đều là nguyên bản và không có dấu hiệu bị đâm xô. Và anh chị em nào mà xem video thì nhớ ấn nút đăng ký, ấn chuông màu đỏ thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền tổ quốc. Khi quý khách hàng nào mà có nhu cầu bán xe, alo em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Đấy, toàn bộ cái phần ngoại thất của chiếc xe thì khá là đẹp. Với chiếc xe này thì lốp còn khá là dày. Đây là cái phần lốp của chiếc xe thì còn khá là dày, toàn bộ lốp bê sắt tôn bọc lên xuống này. Và toàn bộ cái phần đèn bi xi lông, đèn của chiếc xe là đèn bi xi lông. Các cái phần cabo của chiếc xe thì đều vuông vắn và đẹp. Phần ba đờ sốc phía đầu của chiếc xe này không có dấu hiệu bị đâm xô gì cả, toàn bộ xe rất là mới. Hai bên đèn khá là đều màu, từ các cái mặt ca lăng của chiếc xe mạ chrome thương hiệu của Isuzu. Phần gầm phía trước của chiếc xe này khá là đẹp, và lốp thì hai bên quả lốp cực kỳ dày và đẹp. Tất cả các kính đèn của chiếc xe thì đều là nguyên bản theo xe. Đấy. Kính đèn thì đều zin 100%. Đấy. Kính đèn rất là đẹp, không có dấu hiệu bị rạn nứt gì. Đây, từ các cái móc khóa của chiếc xe này, kính thì đều có số 4 theo năm sản xuất 2014 của chiếc xe. Móc khóa mạ chrome cực kỳ chắc chắn, và kính thì được rán 3M. Quay cho quý anh chị xem cái phần gầm của chiếc xe này. Toàn bộ phần gầm của chiếc xe thì xe chỉ chạy trong phố phường, nên là cái phần gầm nó khá là đẹp, không có dấu hiệu bị chảy dầu gì.
và phần gầm không bị mục mọt. Xe được trang bị thêm camera lùi nhá. Đấy, màn hình camera lùi đều được bác chủ trang bị hết rồi, đầy đủ. Và sau đây em lại quay vào phần nội thất cho quý anh chị xem, từ các cái khung cột, nắp ly, cánh cửa đều là nguyên bản theo xe. Xe thì được trang bị nội thất ghế da màu kem nâu. Đấy, toàn bộ cái phần nắp ly, cánh cửa này rất là đẹp nhá. Đấy, xe được trang bị lên xuống kính điện, khóa tổng điện và các cái phần nhựa nắp ly của chiếc xe này có nguyên zin, trừ cái dấu hiệu bị sơn lại. Tất cả các kính đèn thì đều theo xe năm 2014, đinh bấm bị dập ở cái phần nếp cửa nên là nguyên, và khóa ốc bản lề đều chưa tháo lắp. Các cái phần ốc khung cột này, ốc cột này sơn zin toàn bộ và chưa tháo lắp này. Khung cột của chiếc xe nó khá là đẹp, tem mác còn nguyên. Nội thất ghế phía trước của chiếc xe và nội thất về cái củ số vô lăng đến táp ly bàn thờ của chiếc xe thì nó khá là đẹp. Toàn bộ chiếc xe thì được trang bị hai bóng khí phía trước. Đấy, bóng khí bên vô lăng nguyên bản và bóng khí bên phía trước bên người lái thì đều là nguyên zin, không có dấu hiệu bị bong nổ. Trần của chiếc xe là trần nỉ nguyên bản, rất là đẹp, không có dấu hiệu bị xù. Toàn bộ trần, cái góc trần nó sáng và đều. Đây là xe được trang bị gương gập điện này. Đấy, xe gương gập điện này với toàn bộ táp ly, vô lăng khâu da và xe sử dụng hộp số sàn. Số sàn là của chiếc xe. Đấy. Màn hình, xe được trang bị màn hình và điều hòa âm thanh thì em Lợi đã kiểm tra đều hoạt động khá là tốt. Vâng, đây là cái phần cánh cửa của chiếc xe nhá. Toàn bộ các cái phần cánh cửa này là nguyên zin táp ly này, và các cái mép cánh cửa đây toàn bộ đinh bấm đinh dập là nguyên bản theo thời gian, và xe thì khá là đẹp, đến từ các cái phần cột của chiếc xe này phía sau phía trước đều là sơn zin, với cái nội thất ghế phía sau thì còn khá là đẹp, không có dấu hiệu bị chảy rách gì. Nội thất ghế da zin. Xe được trang bị trải sàn da rồi, toàn bộ trải sàn da này, và bậc lên xuống nhựa của chiếc xe nó không bị gãy vỡ và nó rất là mới. Với góc quay này thì quý chị nhìn thấy từ cái táp ly bên trước này và bàn thờ vô lăng củ số và bàn đạp phanh ga của chiếc xe nó khá là đẹp. Bên em lại cam kết mang đến cho quý khách hàng những chiếc xe ô tô đã qua sử dụng, chất lượng và hài lòng nhất. Đây là phần lót thùng của chiếc xe nhá. Lót thùng thì không chở hàng nặng nên là toàn bộ phần lót thùng khá là đều và đẹp. Đấy, chiếc xe mà từ năm 2014 đến bây giờ là sử dụng được 8 năm rồi, nhưng mà toàn bộ mọi thứ nó đều nguyên bản, rất là đẹp. Đấy, đây là hai cánh cửa và khung cột bên phụ của chiếc xe. Toàn bộ cánh cửa khung cột đều là nguyên zin. Táp ly cánh cửa này. Đấy. Tất cả các cái phần đinh bấm đinh dập và cái gioăng, từ các cái gioăng cách âm này, nó đều khít và đẹp, nó không bị sẹt. Và toàn bộ cái phần khung này là sơn zin. Táp ly cánh cửa đều đẹp. Đấy. Mọi thứ khung cột đều, ốc đều nguyên bản chưa tháo lắp. Đấy, ốc rất sắc cạnh nhá. Các cái cột này nó sáng này, sơn zin toàn bộ nên là nó không bị đâm xô, tuyệt nhiên là không có đâm xô. Đấy, xe thì bên em Lợi cam kết về cái phần tai nạn ngập nước là bên em Lợi không làm những cái xe đấy, nên là quý chị yên tâm. Đấy, toàn bộ cái phần bóng khí bên phụ này là nguyên zin nguyên bản từ đầu. Vâng, và đây em Lợi sẽ quay vào phần đầu và phần máy cho quý anh chị xem nhé.
toàn bộ phần đầu và phần máy. Máy thì cam kết với quý khách hàng là nguyên bản từ đầu, và các cái phần ốc cabo của chiếc xe là chưa tháo lắp này, ốc tai này, dọc đầu của chiếc xe là sơn đánh dấu này, bảy màu của nhà máy còn nguyên, và các cái phần là kép nước này, và tem mác của nhà máy này Isuzu Moto Limited này vẫn còn nguyên nhá, dập nguyên chưa tháo lắp gì. Tất cả các cái ốc tai chỉ cabo và các cái chống nóng này nó rất là đẹp nhá, không bị xù do chiếc xe sử dụng được cả sử dụng. Phần cổ bô cổ xá và các cái phần khoang máy nó sáng đều đẹp. Đấy, toàn bộ cái phần khoang máy này nó khô ráo và cực kỳ sáng đẹp theo thời gian. Xe là trang bị phanh ABS 4 bánh này nhá, của ABS của chiếc xe này. Đấy, khoang máy rất là đẹp và tem mác cabo nguyên zin này. Phần cabo của chiếc xe thì khá là hoàn hảo. Đây là cái tính động cơ của chiếc xe nhá. Động cơ máy chạy rất là êm, không có dấu hiệu bị rung lắc gì, và tiếng nổ của chiếc xe thì cực kỳ mượt. Năm 2014 số sàn máy dầu màu bạc đến Bắc Giang. Anh chị em nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em gọi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xin chào và gặp lại quý bạn.